lọc vào bộ âm thanh nó hay hơn, rõ rệt, hay hơn rất nhiều luôn các bác ạ. Con lọc này cửa hàng lại để cho anh em giá chơi Tết, giá giao lưu cho anh em, giá tuyệt vời luôn, 3 triệu giá tại cửa hàng. Những ngày gần đây cửa hàng có đăng một vài con có mức giá rất tốt, đó là những con Samsung đã đăng và đã bán. Hôm nay lại lên một con lọc nữa của LG Hàn Quốc. LG Hàn Quốc anh em nhé. Con này có bề ngang là 42.5. Gần 43, 42.5, 43, 43. Chất âm bao phê bao hay luôn cho anh em, bao tuyệt vời luôn. Bởi vì đây là một mẫu lọc cao cấp các bác nha. Đây này, không phải tự nhiên một mẫu lọc nào nó cũng làm cái mặt phay nhôm xước như này đâu các bác ạ. Các bác sẽ chỉ thấy những món đồ đắt tiền nó mới làm cái mặt phay nhôm xước này thôi. Đó. Mặc dù nó làm ở phân khúc cao cấp nhưng hiện tại cửa hàng đang bán với mức giá rẻ tuyệt vời luôn. 3 triệu đồng một mức giá giao lưu cho anh em chơi Tết. Mặt phay nhôm màu xám xanh rất bắt mắt luôn. Con này thì nó có cả hiệu ứng đèn nháy đẹp này, anh em có thể bấm đây này, nháy rất đẹp mắt luôn. Đó. Hàng đẹp kem nhá. Con này mới chơi Tết đón giao thừa thì chắc là không muốn đi ngủ rồi. Đây nút này là nút vặn để chuyển các hệ của lọc có nhá. Lọc này nó lại có tận 8 kiểu nhạc của nhà máy đã lưu. Còn chế độ user 1, user 2 là chỉ hai chế độ người dùng nha. Nghĩa là mình đếch cần lưu, mình tự dùng kiểu của nhà máy đã có 8 kiểu rồi. 8 khuôn nhạc. Đó. 8 khuôn nhạc khác nhau, chất âm khác nhau. Nút này nút có lọc này, không có lọc. On là có. Đây đèn nháy này. Còn đây là nút hiện khuôn nhạc đang có này. Mình sẽ lên xuống này. Lên hoặc xuống này. Đó. Xong xoay đây để sang trái sang phải này. Đó, xoay này. Đó. Đó. Còn đây nút lưu. Đó. Nhưng cửa hàng đã bảo anh em là nó có 8 kiểu nhạc rồi, anh em đích cần lưu nữa. Bởi vì nó đã dùng quá nhiều chế độ mình lưu cũng là chả cần dùng đến nữa. Vì 8 kiểu dùng đã mê mệt rồi, 2 kiểu người dùng nữa là 10 kiểu. Điện 220 của LG Hàn Quốc các bác nha. Đấy. LG Hàn Quốc. Đường vào tín hiệu, đường xuất tín hiệu ra. Điện 220. Bãi đẹp và zin tuyệt đối cho anh em chơi, zin tuyệt đối luôn. Địa chỉ ra trên tấm biển kia anh em nhé. Đây là những mẫu lọc mà chất âm tuyệt vời, cũng như là cửa hàng để một mức giá vô cùng tuyệt vời cho anh em chơi. Và bãi zin đét luôn. Các bạn có lọc vào cái độ hay, độ phê của bộ dàn âm thanh nó nâng tầm lên, nâng tầm lên. Anh em muốn nghe nó nhiều hơn. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn. 3 triệu đồng giá tại cửa hàng.